Trên trang chủ, Bayern xác nhận đã có được sự phục vụ của Alvaro Oriozola từ Real theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến cuối mùa giải năm nay. Chi tiết của bản giao kèo không được đôi bên công bố nhưng theo báo giới Đức cũng như Tây Ban Nha, không có thỏa thuận cho phép đội chủ sân Allianz Arena được mua đứt hậu vệ này. Oriozola là tân binh đầu tiên của Bayern ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2020. Hậu vệ người Tây Ban Nha sẽ tham gia tập luyện với các đồng đội mới ngay trong hôm nay nên có thể được đăng ký cho trận gặp Schalke 04 trên sân nhà Allianz Arena vào cuối tuần này. Gần như chắc chắn anh sẽ là phương án dự phòng cho Benjamin Pavard ở vị trí hậu vệ phải để Joshua Kimmich có thể dành toàn thời gian thi đấu ở khu vực giữa sân. Ngôi sao trẻ Gabriel Martinelli là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất trong trận đấu giữa Arsenal và Chelsea. Chính anh là người đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà ở phút thứ 63 sau pha bứt tốc ngoạn mục ở cự ly gần 70m vượt qua tất cả các cầu thủ Chelsea. Bàn thắng này không chỉ có ý nghĩa quan trọng để giúp cho Arsenal giành được một điểm đầy quý giá mà còn giúp cho Martinelli đi vào lịch sử câu lạc bộ. Tiền đạo 18 tuổi đã trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên kể từ trường hợp của Nicolas Anelka ở mùa giải 1998-1999 ghi được 10 bàn trở lên cho pháo thủ trên mọi đấu trường. Đây là pha lập công thứ 3 của anh ở Premier League, kèm với đó là 3 bàn ở Europa League và 4 bàn ở Carabao Cup. Không những bị chi điểm đầy đáng tiếc trong trận derby London với Arsenal, Chelsea còn phải nhận thêm tin dữ khi tiền đạo chủ lực Tammy Abraham dính chấn thương. Abraham đã đâm vào biển quảng cáo phía sau khung thành của Arsenal sau pha va chạm với Rob Holding. Sau khi trọng tài nổi còi mãn cuộc, anh không thể tự mình rời sân vận động mà phải nhờ các nhân viên y tế dìu vào trong đường hầm. Theo truyền thông Anh, Abraham đã dính chấn thương mắt cá chân. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Frank Lampard cho biết ông chưa nắm được tình hình cụ thể của cậu học trò. Ở trận đấu với Arsenal, Abraham là người đã đem về quả phạt đền cho Chelsea trong hiệp 1. Mùa giải này, tiền đạo sinh năm 1997 đã ghi được 15 bàn sau 31 lần ra sân cho The Blues trên mọi đấu trường. Theo The Sun, các cầu thủ Tottenham không hài lòng với lối chơi bóng dài mà huấn luyện viên Mourinho đang áp dụng. Họ cho rằng cách chơi này đang kìm hãm sự phát triển của đội bóng. Nhiều cầu thủ của gà trống cho biết Mourinho quá đề cao bóng dài trong khi tập luyện cũng như trong trận đấu chính thức. Chiến lược gia người Bồ liên tục yêu cầu thực hiện các pha phất bóng bổng, tạt bóng từ hai biên. Cầu thủ Tottenham nhận xét đây là cách chơi bóng của những đội bóng hạng dưới. Hiện tại, Tottenham xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League. Họ có 31 điểm sau 23 trận. Đội bóng của Jose Mourinho đang kém vị trí thứ 4 của Chelsea 9 điểm. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, Erling Haaland là cái tên được đồn đoán là mục tiêu của Man United. Cuối cùng, trên sút tuổi teen lại cập bến gã khổng lồ nước Đức Dortmund trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Sự tiếc nuối với người hâm mộ Man United khi vồ hụt ngôi sao trẻ người Na Uy còn lớn hơn gấp bội bởi Haaland đang tỏa sáng rực rỡ tại Dortmund, còn Rashford đang gặp chấn thương nghiêm trọng ở hiện tại. Thế nhưng huấn luyện viên Solskjaer lại bảo vệ quyết định từ bỏ vụ Haaland của Man United. Trong phát biểu mới nhất, chiến lược gia người Na Uy khẳng định đội bóng của mình cần kiểm soát những vụ chuyển nhượng thay vì bị người đại diện cầu thủ giật dây. Theo đồn đoán, siêu cò Mino Raiola đã đòi mức phí lót tay rất cao, đồng thời yêu cầu cài điều khoản giải phóng hợp đồng vào giao kèo của Haaland. Đây là lý do khiến cho Man United bỏ ngang thương vụ này, dù rất thích chân sút 19 tuổi. Mới đây, huấn luyện viên Chris de Vaak của Jong Heerenveen đã qua đời hôm 19 tháng 1 ở tuổi 35. Jong là đội dự bị của Heerenveen, nơi Đoàn Văn Hậu từng có nhiều trận thi đấu. Chris de Vaak sinh ngày 17 tháng 5 năm 1985. Ông có khoảng 10 năm thi đấu chuyên nghiệp tại các giải hạng dưới của Hà Lan trước khi gia nhập lò đào tạo trẻ của Heerenveen hồi năm 2017. De Vaak bị chẩn đoán ung thư 2 lần trong thời gian làm việc tại Heerenveen. De Vaak được đánh giá là huấn luyện viên trẻ tiềm năng của Heerenveen. Anh mới 34 tuổi, từng cùng đội dự bị Jong Heerenveen giành danh hiệu ở tuổi 32. Sự ra đi của De Vaak là tổn thất sâu sắc cho câu lạc bộ. Jong Heerenveen cũng là đội mà tuyển thủ Việt Nam Đào Văn Hậu đã nhiều lần thi đấu trong mùa giải này.